Các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 2.000 đồng token LTF game token. Thì một số thông tin về đồng token này, số token phát hành là 1 tỷ, đã có 2.621 tài khoản order và đã phát sinh 7.426 lượt giao dịch nhé. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net, đây truy cập website để mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Đối một sao chắc quan chắc, bạn có thể sử dụng nút copy quan chắc ngay ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt đôi nét các bạn sẽ tạo thêm địa chỉ các phần đồ ví giúp mình, ví hiệu là STG. Nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ các cần vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, nhấp vào bước 2 để truy cập vào link website chính và nhận token nhé. Rồi thì các bạn nhấp vào đây giúp mình, claimairdrop. Đấy, có cái đôi với ví thì các bạn nhấp vào tiếp theo vào cái đôi với ví này. Ký ga là 0.00467BLB. Nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý đây. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website của Nam Hà Tóc nhé. Thêm đáp để cập nhật thông hiện với ký phần tầng tốc cất token mới nhất ở bên mình cập nhật của Nam Hà Tóc hàng ngày nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch sàn bay đần Remitelo, MXC, OKX, Kobe, Hotbit và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký nha, ủng hộ kênh. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để nhận được 2.000 đồng token NFT game token. Thì video xin được kết thúc tại đây. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.